Xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nha. Thì trên cái vị trí này thì chủ bên em cần bán thửa đất có diện tích là được 100 công, tức là 10 mẫu đất nha cô chú anh chị. Thì hiện trạng đất mình ở đây là lúa nước nha. Thì mặt tiền thửa đất mình khá lớn luôn. Mặt tiền thì tiếp giáp với đường đá xanh. Thì hiện trạng con đường đá xanh này chân lề lộ nó thì tầm hơn là 10 mét đó cô chú anh chị. Xe cộ thì mình lưu thông thì đi vô luôn, rất là rộng rãi nha. Đường đá xanh này thì trời mưa trời nắng gì đó mình đi rất là thoải mái luôn. Thì thửa đất mình đi thẳng hướng này luôn, mình ra ngoài tỉnh lộ 831 đó thì tầm khoảng là 500m thôi là mình ra tới tỉnh lộ rồi đó cô chú anh chị. Thì ra ngoài kia thì xe tải, xe container đi. Còn phía trước thửa đất mình nữa là nó có tiếp giáp cái con kênh nữa là cô chú anh chị. Kênh này ở đây thì kênh nước ngọt quanh năm nha. Con kênh này bề ngang rộng hơn 20m nha. Thì cái lúa tầm khoảng 150 tấn là lưu thông. Thì cái hướng này mình vẹo tay phải á, là mình đi thẳng luôn á, là con kênh này thông ra ngoài kênh dầm cỏ đó cô chú anh chị. Còn cái hướng này đi thẳng luôn thì cũng thi thông ra ngoài kênh dầm cỏ nha. Thì ở đây á, đất mình thì vuông dứt luôn, kênh mương thì hẳn hồi. Mặt tiền á, thì được 500m. Và cái hậu đi sâu vào bên trong là một đầu á, là 190m. Và đầu còn lại á, là 200m nha cô chú anh chị. Và cái diện đất mình ở đây là mình làm được 2 vụ lúa nha. Khu này ở đây mình có thể mình cải tạo lại mình làm được 3 vụ lúa luôn đó cô chú anh chị. Do là họ chỉ làm 2 vụ lúa thôi. Còn vụ thứ ba này họ đưa nước vô, họ bơm vô để họ làm xen hoặc là họ làm hẹ nước đó cô chú anh chị. Thì ngay tại cái vị trí này họ đặt cái ống bọng ngang ngoài đường luôn để thông vô để lấy nước bơm trực tiếp tựa dưới kênh lên. Thì đó là tỉnh lộ 831 đó cô chú anh chị, cách chỉ có vài trăm mét thôi. Đất mình thì cái hậu đi sâu xuống tới dưới cái mí lúa vàng dưới kia đó, thì đi sâu xuống tới mí lúa đó thì bà đi thẳng lên, đi thẳng lên tới trên kia luôn và đi tới cái hàng cây đó là được 500m mặt tiền. Thì cái đầu ở dưới kia là được 190m và cái đầu này thì được là 200m nha, cái hậu đi sâu vô. Cái diện đất mình ở đây thì họ đã chia ra sẵn từng ô, mỗi một ô thì tầm khoảng là một mẫu đất nha cô chú anh chị. Đất mình rất là đẹp luôn, rất là bằng phẳng nha. Đất mình thì cô chú anh chị mình có thể mình mua mình phân ra, mình kinh doanh hay là mình cho con cái sau này mỗi người một khuôn. Thì mặt tiền cũng rất là lớn, rất là dễ phân ra, có thể bán lẻ được đó cô chú anh chị. Thì từ cái vị trí này mình đi về trung tâm thị xã Kiến Tường á, khoảng 20km thôi. Giá thì chủ bên em bán là chỉ có là 110 triệu một công, tức là 1 tỷ mốt một mẫu nha cô chú anh chị. Thì mình xem đất mình ưng thì mình cứ tiến hành mình ra mình gặp chủ mình trao đổi với giá cả với họ nha. Thì cái thửa đất của mình ở đây là thích hợp với mình trồng vườn cây ăn trái lắm đó cô chú anh chị. Dùng này là dùng đất đen, dùng đất này rất là tốt luôn. Đất này thì ở đây không bị phèn nha cô chú anh chị. Đây thì trên bờ họ trồng một số chuối và một số dừa, cây rất là tốt luôn, rất là xanh tươi. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình. Về đây xem đất thì mình gặp ngay chính chủ mình trao đổi, mình thương lượng giá cả với họ nha cô chú anh chị.